Sau những lượt trận bùng nổ tại UEFA Champions League, người hâm mộ bóng đá lại tiếp tục được sống trong bầu không khí của những trận cầu đỉnh cao vào cuối tuần này khi mà derby thành Manchester sẽ diễn ra. Dù bất cứ thời điểm nào, cuộc chiến giữa hai ông lớn gần nhà đó là Man United và Man City luôn mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Và đây là The Locker Room về hai nửa thành Man trước thềm đại chiến rực lửa tại nhà hát của những giấc mơ tối chủ nhật này. Kể từ tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đội bóng thành Manchester đều đã khác đi rất nhiều. Về tình hình nhân sự, họ đã chia tay một vài cái tên và cũng đón chào nhiều nhân tố mới. Về mặt phong độ, có lẽ thời điểm khởi đầu mùa giải chưa thể đánh giá đúng sức mạnh của các câu lạc bộ như ở chặng đua nước rút. Cả hai đều có những bất ổn nhất định, chỉ là Man United dường như đang gặp nhiều rắc rối hơn so với gã hàng xóm giàu có của họ mà thôi. Man United mùa giải trước đã có những thời điểm thi đấu thăng hoa, bằng chứng là chức vô địch cúp liên đoàn cùng với việc lọt tới chung kết FA Cup. Những tưởng sẽ có sự khởi sắc, nhưng rồi khi sang đến mùa giải này, Quỷ Đỏ đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề từ trong tới ngoài sân. Vậy nên làm sao mà các cổ viên của đội bóng không hoài nghi cho được? Vụ mua bán xoay quanh câu lạc bộ đã khiến cho báo chí cũng như giới truyền thông tốn không ít giấy mực, diễn biến cứ mỗi lúc một khác. Và theo thông tin mới nhất, Sir Tim Ratcliffe được cho là đã mua lại thành công 25% cổ phần của đội bóng. Phong độ trên sân bóng của Quỷ Đỏ thì lại không khác gì thị trường chứng khoán cả, lên xuống bất thình lình, chẳng ai biết đâu mà lần. Man United là vậy, luôn có những điều rất khó lý giải về đội bóng này, từ đó mang đến sự hoài nghi lớn cho người hâm mộ. Quỷ Đỏ đã thắng 3 trận liên tiếp đều rất chật vật và không nhiều người tin thầy trò Ten Hag đã trở lại. Tuy nhiên, tin được không, chỉ cần Man United thắng thêm vài trận nữa ở Champions League lẫn Premier League, khắp đó đây sẽ đại hô vang Quỷ Đỏ có thể mơ vô địch Champions League, hay cuộc đua tới ngôi vương ngoại hạng Anh giờ mới bắt đầu, kiểu vậy. Man United đã qua cơn bĩ cực chưa? Đã qua xong con đường đến hồi Thái Lai, còn rất xa và còn nhiều sự kiểm chứng hơn nữa. Về phía Man City, sau cú ăn 3 mùa giải vừa rồi, bước sang mùa giải mới họ vẫn thắng nhiều, nhưng vẫn có những vết gợn nhất định trong lối chơi. Và quả thực đây còn xa mới là phiên bản Man xanh hay nhất của Pep Guardiola. Có thể thấy rằng ở mùa giải này, hàng thủ của đội bóng ngày càng dễ bị xuyên thủng và khó đứng vững. Bất cứ đối thủ nào dù mạnh yếu ra sao đều có thể dễ dàng ghi bàn vào lưới của The Citizen. Có những nguyên nhân nhất định khiến đội bóng nửa xanh thành Manchester khó giữ sạch lưới. Thứ nhất, việc Rory thường xuyên vắng mặt gần đây cũng làm cho Man City mất đi một máy quét quan trọng ở khu vực phòng ngự tuyến 2. Không có những pha đánh chặn thường xuyên và hiệu quả của tiền vệ người Tây Ban Nha trước hàng thủ đội nhà đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống phòng ngự của Man City. Thứ hai, chấn thương liên miên của John Stones cũng khiến hàng thủ của Man City dễ dàng bị bẻ gãy khi đối phương phản công nhanh. Các thủ còn không ít lần cho thấy tâm lý quá chủ quan vì thường xuyên làm chủ cuộc chơi, nên lơ là trở tay không kịp khi đối phương có cơ hội phản đòn. Khả năng cứu thua trong các tình huống một chọi một của Ortega hay Ederson đều chưa được cải thiện. Không ít lần họ cố gắng lao ra để tạo áp lực cho cầu thủ đối phương, trong khi giải pháp hợp lý nên là hãy điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn. Và cuối cùng, việc tuyến giữa gây áp lực kém hơn đôi khi cũng khiến hàng thủ phải chịu đòn. Đội trưởng Ilkay Gundogan đã ra đi. Người sáng tạo nhất trên sân là Kevin De Bruyne vẫn đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Tất cả dẫn đến một Man City không còn quá hủy diệt như mùa trước, ngay cả khi đã bổ sung thêm một vài tên tuổi đáng chú ý. Liệu ai còn nhớ hai đội đã thể hiện được những gì ở lần đối đầu gần nhất? Một trận đấu đầy toan tính của cả hai huấn luyện viên với những gì mà họ có trong tay. Man City phô diễn thứ bóng đá kiểm soát và tấn công ở đẳng cấp cao nhất, còn Man United cũng chẳng kém cạnh với khả năng phòng ngự và chớp thời cơ đáng gờm. Nhưng ở lần đối đầu này, mọi chuyện có thể rất khác, bởi dù gì, một trận Super Sunday trên một chặng đua dài khó lòng so sánh với một trận chung kết để mang về chức cúp vô địch. Cuộc chạm trán với Man United tại chung kết FA hồi tháng 6 chính là bài test hạng nặng của Man City trước khi bước vào trận chung kết Champions League. Man United khi đó với tâm thế ngăn cản Man City ăn 3 bằng mọi giá vẫn cho thấy chênh lệch về sức mạnh trong hơn 90 phút tại Wembley. Kết quả đó cũng phản ánh vị thế của hai đội. Man City giàu có, sở hữu một nhà cầm quân thiên tài và một siêu đội hình quá nhiều thứ khác so với Manchester United. Quỷ Đỏ đã cống hiến mọi thứ đúng như những gì Erik ten Hag nói, nhưng nó vẫn không đủ để ngăn cản Man City. Ngày hôm ấy, Ilkay Gundogan, người đã rời đội bóng để đến Barca hè này, là nhân tố gây bất ngờ nhất của The Citizen, không phải De Bruyne hay Erling Haaland. Bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 13 của Gundogan là đủ để Man City khiến Man United phải cuốn theo cách chơi của mình. Với việc có lợi thế dẫn bàn sớm, Man City rất thong dong, thoải mái cầm bóng và đập nhà ngay ở phần sân đối thủ. Việc phòng ngự từ xa cũng được Pep Guardiola đưa lên hàng đầu khi bố trí ít nhất là 3 cầu thủ ngăn chặn việc triển khai bóng của Man United và khai thác điểm yếu chơi chân của De Gea. Việc để Man City có lợi thế dẫn bàn khiến cơ hội lộ ngược dòng của bất kỳ đối thủ nào ở mùa giải năm nay là rất thấp. Trong khoảng 10 phút cuối hiệp 1, Man City đã chủ động lùi sâu,
và để Man United có cơ hội tấn công. Khá đầy đủ cho đoàn quân của Pep Guardiola khi họ phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền sau tình huống bóng chạm tay của Chilis trong vòng cấm. Khoảnh khắc cá nhân tiếp theo của Gundogan ngay đầu hiệp 2 đã lấy lại thế trận cho Man City. Đội bóng nửa xanh thành Manchester tiếp tục kiểm soát bóng và không dâng đội hình lên quá cao nhằm bảo toàn lợi thế. Những chốt chặn mang tên Rodri, John Stones và Akanji đã có một trận đấu ấn tượng khi phong tỏa hoàn toàn Sancho, Casemiro, Eriksen bên kia trên tuyến. Man City đã phát hiện ra những lỗ hổng trong cách lên bóng ở hai biên của Man United, đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng trống ở rìa vòng cấm. Pep Guardiola chỉ đạo Gundogan chơi ẩn nấp, di chuyển ở bên ngoài vòng 16m50, nơi anh có thể gây ra nhiều sát thương nhất. Các bàn thắng của Man City không đến từ những đường chuyền phức tạp, mà đến từ một đường bóng dài và một tình huống cố định. Đó cho thấy sự linh hoạt và đa dạng trong hệ thống của City. Và Gundogan đơn giản là hiện thân của sự biến ảo đó. Man United có thể không phải là một đội bóng có sức tấn công mạnh mẽ khiến đối thủ của họ sợ hãi, nhưng cách họ thi đấu vì danh dự ngày hôm đó đủ để mang lại cảm giác hồi hộp cho thầy trò Pep Guardiola. Man City đã thắng nhờ vào hai khoảnh khắc cá nhân của Gundogan, cùng với đó là thế trận chủ động trong phần lớn trận đấu. Dù vậy cũng phải kể đến những lần thoát thua của họ trong những tình huống khá rõ rệt mà Garnacho, McTominay hay Fred đã đe dọa khung thành của Ortega. Tất cả những yếu tố đó dẫn đến chiến thắng của đoàn quân Pep Guardiola, và đó chính là bản lĩnh của nhà vô địch trong những trận đánh lớn như vậy. Man City đã hoàn thành trận chung kết FA Cup với một kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Đoàn quân của Pep không dốc sức 100% nhưng vẫn có được trung vô địch, đặc biệt là các trụ cột hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn để tiến tới trận chung kết Champions League, nơi mà sau đó họ cũng đã có lần đầu được nâng cúp. Cuộc chiến của các tân binh chắc chắn rồi, nó luôn mang lại rất nhiều sự chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhân tố mới của cả hai đội bóng đều chưa có những màn thể hiện quá bùng nổ. Với Man City thì cũng dễ hiểu thôi, khi bất kỳ một cầu thủ nào cũng cần phải làm quen với hệ thống và cách chơi phức tạp của Pep Guardiola. Nhưng xem chừng vẫn còn ổn hơn so với Quỷ Đỏ, khi mà dàn tân binh của Man United chưa kịp tỏa sáng đã báo không ít lần. Với vị thế đều là những ông lớn hàng đầu của bóng đá Anh, cả Manchester United lẫn Man City đều bắt đầu mùa giải mới với những bản hợp đồng mới mang tới cho người hâm mộ sự kỳ vọng. Nhưng khi mà Premier League đã trôi qua được gần 10 vòng đấu đầu tiên, không phải đội bóng nào cũng thể được hưởng niềm vui vì những tân binh của mình. Đối với nhà đương kim vô địch châu Âu, các tân binh mà Pep Guardiola cùng đồng sự mang về dĩ nhiên đều sẽ dùng để phục vụ mục tiêu bảo vệ trước vô địch ở cả sân chơi quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Không cần phải mang về những cái tên có thể khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng những tân binh của Man City đều đang dần biết cách để lại dấu ấn của riêng bản thân mình. Jeremy Doku ở thời điểm hiện tại chính là một trong những cầu thủ chạy cánh có khả năng dây dắt và đột phá ấn tượng bậc nhất Premier League thời điểm này. Ngay từ khi chưa cập bến Man City, những con số đã khẳng định rằng tài năng trẻ này là một trong những cầu thủ trẻ có khả năng dây bóng ấn tượng bậc nhất châu Âu. Nhưng ấn tượng hơn ở chỗ đây mới chỉ là quãng thời gian đầu tiên ở Premier League, nhưng Doku đã ngay lập tức biết cách để lại dấu ấn của riêng mình với khả năng đột phá ấn tượng cùng trung bình 3,3 tình huống qua người thành công mỗi trận. Trong khi đó, Josko Vardion cũng đã sớm chứng minh được giá trị của bản thân khi mà hậu vệ người Croatia lúc này đã là chốt chặn quen thuộc nơi hành lang cánh của ông thầy người Tây Ban Nha. Việc được sớm tiếp xúc với môi trường bóng đá đỉnh cao ở Champions League hay những sân chơi World Cup đã giúp cho Vardion không gặp phải quá nhiều khó khăn để có thể hòa nhập với tốc độ tại Premier League. Cùng với đó thì Matheus Nunes hay Mateo Kovacic dù thi đấu không quá nổi bật, nhưng kinh nghiệm tại Sảng Hoàng Anh cũng đang giúp cho những cái tên này phần nào có được chỗ đứng của riêng mình. Tuy nhiên, tình hình các tân binh của Manchester United lại không thực sự mang tới cho người hâm mộ nét tích cực như những gì gã hàng xóm có được. Mason Mount dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng cũng đã mất một quãng thời gian khá dài để bắt nhịp được với những người đồng đội mới hay một hệ thống mới. Dù những điểm khả quan đã xuất hiện nhiều hơn trong quãng thời gian gần đây, nhưng Mount rõ ràng vẫn chưa thể đáp ứng được hoàn toàn mong muốn của ban huấn luyện cùng các cổ động viên. Còn đối với Andre Onana, dù cho ngôi sao người Cameroon có trở thành người hùng cho Quỷ Đỏ Champions League lượt trận vừa qua, thì chúng ta cũng khó thể quên đi được những sai lầm mà thủ thành này đã mắc phải kể từ đầu mùa giải tới nay, từng khiến cho Quỷ Đỏ ôm hận như thế nào. Ramos Hojlund dù được đánh giá là có triển vọng nhưng vẫn còn đang là một viên ngọc thô và sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để mài giũa và hoàn thiện bộ kỹ năng của mình. Suy cho cùng, có lẽ chỉ Sofyan Amrabat là cái tên đang đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ động viên, và chính tiền vệ này sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng ở trận derby tới đây, bởi tuyến giữa nhiều khả năng sẽ chính là nơi định đoạt thành bại của hai đội bóng. Xét về mặt phong độ, cả hai đang có những màn thể hiện hoàn toàn trái ngược. Đừng nhìn vào số điểm trên bảng xếp hạng mà vội vàng đánh giá. Hai đội bóng có thể không cách quá xa nhau, nhưng cách mà họ giành chiến thắng là hoàn toàn khác biệt. Chẳng ai có thể tưởng tượng được Man United đã phải vất vả đến thế nào trước một đội bóng đứng bét bảng và không biết đến một trận thắng, hay Man City sau hai trận thua lại bóp nghẹt một Brighton và làm khó Liverpool.
Nhìn vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại, ta có thể dễ dàng nhận thấy tình cảnh hai đội bóng thành Manchester đối nghịch như thế nào. Sau 9 vòng đấu đã qua, Man City có cho mình 21 điểm, hơn Manchester United 6 điểm, qua đó đứng ở vị trí thứ hai, trong khi Quỷ Đỏ chỉ có 15 điểm và đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Với những người chỉ quan tâm đến điểm số, 6 điểm không phải là khoảng cách quá xa và huấn luyện viên Erik ten Hag cùng các học trò hoàn toàn khả năng rút ngắn được cách biệt này. Tuy nhiên, vấn đề của Man United lại nằm ở trong chính những chiến thắng của họ. Cổ động viên Man United có lẽ nên cảm thấy may mắn khi những cơn nguy nan vẫn có những chiếc pháo cứu sinh tạm thời đưa đội nhà vượt cửa ải. Nhưng ten Hag không nghĩ vậy, ông hiểu rằng đội bóng của mình không thể trông chờ mãi vào những khoảnh khắc xuất thần như của Dalot hay là McTominay ở hai trận gần nhất. Vấn đề rất lớn với hàng công Quỷ Đỏ là khả năng dứt điểm. Rashford không còn duy trì được sự hiệu quả như mùa giải trước. Antony vẫn rườm rà trong cách chơi bóng. Garnacho đầy tốc độ và sự quyết tâm nhưng non nớt trong các tình huống đối mặt. Højlund có thể tạo ra không ít khoảng trống cho đồng đội nhờ khả năng di chuyển có bóng lẫn không bóng. Nhưng mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa nếu không ai đưa được bóng vào lưới. Một việc quan trọng khác cần huấn luyện viên Ten Hag giải quyết là phải tìm ra cách tiếp cận trận đấu phù hợp nhất cho đội nhà. Không cần phải là một chuyên gia để nhìn thấy được những vấn đề trong lối đá của Man United lúc này. Dù đây đã là mùa giải thứ hai, Ten Hag vẫn đang loay hoay với những ý đồ chiến thuật của mình. Ở giai đoạn tiền mùa giải, Ten Hag nói ông muốn biến Man United thành đội chuyển trạng thái hay nhất thế giới. Ông đã làm gì để hiện thực hóa mong muốn đó? Không ai biết Ten Hag nói gì với học trò trong buổi tập, nhưng nhìn cái cách Man United cố gắng triển khai và kiểm soát bóng, ta mới thấy những con người và chiến lược gia người Hà Lan đang có trong tay chưa thể giúp Man United vận hành lối chơi này. Nhìn sang gã hàng xóm lắm tiền nhiều của Man City, họ đang có trên băng ghế huấn luyện một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, Pep Guardiola, sở hữu đội hình chất lượng, thấm nhuần triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Dù phải nhận hai trận thua trước Wolverhampton và Arsenal, nhưng không thể nói là The Citizen đã yếu đi nhiều. Chưa kể câu chuyện nội bộ của Man City cũng đang cho thấy sự yên bình hơn so với Man United. Ở trên hàng công, Erling Haaland vẫn thể hiện khả năng săn bàn đáng nể. Trong trường hợp tiền đạo người Na Uy không thể tỏa sáng, đội chủ sân Etihad còn đó một Julian Alvarez xuất sắc không kém. Vấn đề hiện tại của nhà đương kim vô địch có lẽ nằm ở hàng tiền vệ. Khi sự có mặt của Rodri đang là quá quan trọng và Man City chưa thể tìm được cái tên nào xứng tầm để thay thế tiền vệ người Tây Ban Nha mỗi khi anh không thể ra sân thi đấu. Còn khi đủ binh hùng tướng mạnh ở trong tay, sức mạnh của Man City là không cần phải bàn cãi. Tiêu biểu là cách đoàn quân của Pep bóp nghẹt đối thủ đầy khó chịu Brighton ở vòng đấu trước. Nếu muốn có điểm trong trận derby Manchester vào cuối tuần này, Manchester United sẽ phải chơi với một đấu pháp hợp lý và có đủ sự quyết tâm mới mong làm nên bất ngờ trước gã hàng xóm. Các màn đầu sàn không chỉ ao ước đội bóng con cưng có thể chơi thứ bóng đá áp đặt như cái cách mà gã hàng xóm đang làm qua từng tuần, mà họ còn ước rằng đội bóng có thể tìm được một ông chủ không chỉ giàu có mà còn sở hữu tầm nhìn xa như Man City. Dẫu vậy, giấc mơ của họ dường như đã khép lại và không biết thử thách nào đang đợi Quỷ Đỏ ở tương lai phía trước. Thất vọng đấy, nhưng vẫn phải bước tiếp mà thôi. Sự đối lập của hai câu lạc bộ cùng thành phố không chỉ được xét trên phương diện màn trình diễn trên sân cỏ, mà nó còn có cả những câu chuyện chuyển giao quyền lực. Kể từ năm 2008, Man City được tập đoàn Abu Dhabi Group mua lại từ ông Saksin Shinawatra, cựu thủ tướng Thái Lan, và kể từ đó giới chủ của Man City đã chi nhiều tiền cho các vụ chuyển nhượng hơn bất kỳ một câu lạc bộ bóng đá nào khác. Theo dữ liệu từ transfermarkt.com, ước tính chi tiêu chuyển nhượng dòng của câu lạc bộ kể từ năm 2008 lên tới 1,64 tỷ đô, vượt xa đại kình địch Manchester United trong cùng thời điểm khoảng 200 triệu đô. Với túi tiền không đáy của ông chủ tới từ vùng vịnh, The Citizen đã hoàn toàn lột xác. Họ từ một đội bóng không thu hút được quá nhiều sự chú ý, vươn mình trở thành thương hiệu toàn cầu. Có tham vọng và bản sắc đúng với tầm vóc của một câu lạc bộ lớn. Giám đốc điều hành bóng đá toàn cầu của tập đoàn City Football Group, Brian Margot, chia sẻ về thương vụ lịch sử. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thâu tóm các danh hiệu tại Premier League hay là châu Âu. Mục tiêu của City Football Group là thống trị môn thể thao vua trên khắp thế giới thông qua mạng lưới các câu lạc bộ trên khắp toàn cầu. Chúng tôi có nhiều việc phải làm khi mua lại câu lạc bộ. Tôi không muốn thiếu tôn trọng những gì mà giới chủ cũ đã làm được trong quá khứ. Mục tiêu của họ đơn giản chỉ là trụ lại ở Premier League là thành công. Nhưng chúng tôi còn có tham vọng lớn hơn thế. Thay đổi triết lý của một câu lạc bộ ngay lập tức không bao giờ là dễ dàng cả. Một số người trong câu lạc bộ hay các cổ viên rất vui mừng khi tôi mua lại câu lạc bộ. Nhưng những người khác thì rất lo lắng, không biết vận mệnh của câu lạc bộ sẽ ra sao khi chúng tôi tiếp quản. Điều quan trọng, chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo và những người có chuyên môn trong một số lĩnh vực cũng như am hiểu về bóng đá. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Man City đã vượt qua được cái bóng quá lớn của gã hàng xóm Manchester United.
Trong khi Quỷ Đỏ lại gặp những vấn đề tương tự như Man City thời kỳ chưa đổi chủ. Sau kỷ nguyên thành công rực rỡ cùng Sir Alex Ferguson, Manchester United dần mất đi bản sắc cũng như thiếu tham vọng vươn mình trở lại là một thế lực cực lớn. Vậy nên khi có thông tin đội bóng có cơ hội chuyển đổi sang một ông chủ Trung Đông, Camarosia đã rất hy vọng họ sẽ được đầu tư mạnh mẽ như những gì mà Man City đã đang nhận được. Để rồi hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Sheikh Jassim đã đưa ra lời đề nghị 6 tỷ đô cho Manchester United, nhưng điều đó không làm gia đình nhà Glazer hài lòng. Chính vì vậy, tỷ phú này đã quyết định rút khỏi cuộc đua tranh quyền sở hữu Man United, mở đường cho tỷ phú Anh Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần câu lạc bộ. Kể từ khi có ý định mua lại Man United hồi tháng 2 năm 2023, vị tỷ phú Qatar đã gửi 5 đề nghị với các mức giá tăng dần từ 5,5 tỷ ban đầu đến 6,06 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ông cũng sẵn sàng trả hết khoản nợ của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, Glazer vẫn không đồng ý với đề nghị trên. Từ khi có định bán lại câu lạc bộ, gia đình tỷ phú Mỹ đã định giá Quỷ Đỏ ở mức 7,3 tỷ đô và kiên quyết không nhượng bộ. Vì thế, Sheikh Jassim đã từ bỏ ý định và thông báo việc này tới câu lạc bộ Anh. Việc Sheikh Jassim quyết định rút lui gây thất vọng cho nhiều thành viên Man United, đặc biệt là huấn luyện viên Erik ten Hag và những người quản lý đội 1. Họ được cho là mong chờ việc tỷ phú Qatar tiếp quản câu lạc bộ, trả hết nợ và bơm thêm tiền để đội chủ sân Old Trafford cải tạo lại cơ sở vật chất, trong đó có sân tập Carrington, và tăng cường lực lượng để trở lại đua tranh các danh hiệu lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi The Locker Room của ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một subscribe như một sự ủng hộ cho tôi và những người anh em ở trong cái ekip. Đừng quên những video của The Locker Room sẽ có mặt tại khung giờ này từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.